Ngay khi dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát ở một số nước trên thế giới, Bộ Y tế đã liên tục có văn bản thông tin về bệnh để cảnh báo và tăng cường giám sát các ca bệnh. Nhiều người lo lắng có cần phải tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ hay không? Theo ông Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lưu hành tại các nước khu vực châu Âu và châu Phi, vì vậy người dân không cần quá lo lắng. Dịch đậu mùa khỉ vẫn cần có thời gian theo dõi, nghiên cứu tại Việt Nam. Việc tiêm vaccine đậu mùa khỉ là chưa cần thiết. Tuy nhiên, người dân cũng không nên chủ quan mà cần tuân thủ các khuyến cáo hướng dẫn phòng bệnh của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cần tiếp tục theo dõi, cảnh báo đến người dân về diễn biến bệnh, đưa ra các phương án dự phòng để kiểm soát dịch bệnh kịp thời. Tại Việt Nam hay một số nước Đông Nam Á cũng chưa ghi nhận ca bệnh, bởi vậy chúng ta chỉ cần thực hiện các biện pháp phòng tránh theo đúng khuyến cáo của WHO trước đó cục y tế dự phòng có văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại các cửa khẩu nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ các cơ sở y tế tăng cường giám sát phát hiện trường hợp nghi ngờ trường hợp có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ theo định nghĩa của who khi phát hiện phải báo cáo ngay với sở y tế để phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur nhằm chẩn đoán xác định ca bệnh